Rồi, chào các bạn khối 8. Hôm nay thầy sẽ giải cho các bạn các câu trắc nghiệm để các bạn học học và làm theo nha. Ở đây có một chương trình máy tính được tạo ra gồm những bước nào. Thì đầu tiên là chúng ta viết chương trình, bạn muốn lập trình thì nó chưa có chạy được một chương trình. Chúng ta và chương trình cũng không có, mà chúng ta phải viết một chương trình bằng ngôn ngữ lập trình rồi chúng ta thành ngôn ngữ máy. Ở đây nữa bạn, ví dụ như thầy muốn viết tính tổng. À, thầy muốn viết là chương trình là tính tổng hai số này, thì khi mà thầy viết chương trình xong, ở đây là thầy viết chương trình bằng ngôn ngữ lập trình Pascal, nhưng mà thầy phải dịch ra mã máy, thầy phải dịch ra mã máy máy tính mới hiểu. Thì ở đây anh hiểu nó dịch ra như thế này nó mới gọi là một chương trình. Chương trình này ví dụ 4 này, ví dụ 2 này là nó ra số 6 này, được chưa? Như vậy là câu 1 là viết chương trình bằng ngôn ngữ bắt lập trình Pascal nha. Rồi chương trình dịch là gì? Chương trình dịch là nó dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy. Dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy nha, đó là chương trình dịch, được chưa bạn? Nó dịch từ ngôn ngữ lập trình sang ngôn ngữ máy nha. Rồi ngôn ngữ lập trình là gì? Nó là tập hợp các ký hiệu và cái quy tắc. Ở đây á, các bạn tập hợp các ký hiệu thì không có được, các bạn phải có quy tắc. Tập hợp các ký hiệu và quy tắc, viết các câu lệnh tạo thành một chương trình hoàn chỉnh và thực hiện được trên máy tính, được chưa? Nếu mà các bạn viết mà thành một chương trình đã tập hợp các cái hiệu và quy tắc, viết các lệnh tạo thành một chương trình hoàn chỉnh mà nó không thực hiện được trên máy tính cũng đâu phải là ngôn ngữ lập trình, nó phải thực hiện được trên máy tính ha. Rồi từ đâu là từ khóa này? Từ khóa là ví dụ là cái từ khóa là cái tên, mà cái tên là gì ta? Do chương trình đặt. Bình thường các bạn học nè, Program này, end này, begin này, ở đây là từ khóa khai báo tên chương trình này, end là begin này ha. End là kết thúc và begin là bắt đầu chương trình. Ở đây nó có lớp 8A2 này là không phải là từ khóa ha. Cái này 1 2 3 không phải là từ khóa, cái này là tên cho mình đặt. Cái này là không phải là từ khóa. Như vậy là từ khóa đúng là câu A. Được chưa? Program and begin là những cái tên mà do chương trình tự đặt á, mình không có thể thay đổi được. Program là gì? Là từ khóa dùng để khai báo tiêu đề chương trình. Khai báo tiêu đề chương trình nha. Ok, là khai báo tên chương trình ha, cái này là khai báo tiêu đề chương trình, hoặc là khai báo là gì đó, hoặc là khai báo tên chương trình ha, tên chương trình, được chưa? Một trong hai cái nha các bạn. Người ta khai báo tiêu đề chương trình hoặc là khai báo tên chương trình đó. Rồi câu 8, câu 5 rồi, sao thầy sẽ ở đây tới câu 8 rồi đó. Cấu trúc của chương trình Pascal gồm những phần nào? Cấu trúc của chương trình Pascal gồm những phần nào? Mình có phần khai báo. Và phần gì ta? Phần thân. Ở đây á, phần khai báo là gì? Ở đây thầy chỉ nha. Ở đây là một chương trình backend cơ bản này, nhưng có hai phần. Ở đây là phần khai báo. Ở đây chúng ta khai báo tên chương trình này, chúng ta khai báo biến. Và chúng ta khai báo là phần thân. Đây là phần thân. Phần thân là nó nằm trong cái begin và end. Được chưa? Còn trước begin này nó là khai báo. Rồi. Ở đây á, là phần nào trong chương trình Pascal bắt buộc phải có? Bắt buộc phải có là phải là phần thân chương trình ha, phần thân chương trình. Ở đây á, các bạn nếu mà các bạn không 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 biết các bạn coi nha, ở đây phần thân chương trình nha. Ở đây á, thầy chạy làm một cái bài đi ha, thầy chạy làm một cái bài. Thì ở đây á, bài này á, thầy không cần khai báo, thầy chỉ cần có phần thân chương trình thôi, nó cũng chạy này. Đây là phần thân chương trình nha, phần thân chương trình nó cũng chạy này. Đây là phần thân chương trình nha. Phần thân chương trình là nó chạy Hello World này. Ở đây là phần thân chương trình là không, là luôn luôn có trong phần, trong Pascal là phần nó bắt buộc có là phần thân chương trình nha. Phần khai báo có người không có không sao, tùy theo bài. Trong các tên sau đây, tên này là không hợp lệ cho Pascal. Bắt cái tên của mình nha, tên nào là không hợp lệ nha. Cái tên bắt đầu chữ cái ha, cái tên bắt đầu chữ cái nha, và không có các ký tự đặc biệt như tính này. Ví dụ mình đặt nha, ví dụ tính này, ở đây mình đặt thử nha, diện tích này, tính nha. Ở đây thầy cho bạn xem va, ví dụ va này tính đúng không? Ok, tẩy này, hai chấm integer này, integer này, rồi chạy thử nha, chạy thử này. Ok, không có vấn đề đúng không? Ví dụ ở đây chân mà tính này, diện tích này, diện tích. Đó. Thầy đổi lên diện tích nha, diện tích này, diện tích, diện tích, diện tích nha, không có không trống nha, nó vẫn chạy, nó vẫn chạy nha, nó vẫn chạy nè, được chưa? Nhưng mà ví dụ như thầy muốn đổi diện tích chỗ này, thầy đã không đóng này thì nó sẽ báo lỗi. Khoan, thầy sửa lại, nó tự động nó sửa lại đây. Ở đây thầy chưa không không đóng nha. Ở đây không đóng nha, chạy này. Nó bị không báo lỗi, nó bị báo lỗi này. Như vậy là diện tích đi sai nha.
tên bắt đầu bằng một chữ cái ha, nhưng mà bắt đầu bằng một chữ cái không có các ký tự đặc biệt, nhưng có gạch chữ ok nha bạn, có gạch chữ là đúng nè ha. Bắt đầu bằng chữ cái không có các ký tự đặc biệt, nhưng mà có cái phần cắn ở dưới, có gạch chữ ở dưới cũng được nha, cái chấm hỏi là cái ký tự đặc biệt này. À, có cái ký tự đặc biệt nó xem lỗi nha, ở đây thầy chỉ có cái tự đặc biệt này đó, ví dụ chấm hỏi đi ha, khổ ghê á, chấm than này. À, ok chạy thử nha. Ta báo lỗi này, các bạn thấy báo lỗi nha. Như vậy cái tên của mình nó bắt đầu bằng một con số này, nó báo lỗi này. À, nhưng mà con số phía sau thì ok, diện tích một. Như vậy cái tên của mình là bắt đầu bằng chữ cái ha, cái tên của mình là bắt đầu bằng chữ cái nha, bắt đầu bằng chữ cái, không khoảng trống chỗ này bị sai này ha, và nó có thể là bắt đầu chữ cái là đây là tên, tên sai này, đây là tên sai này. Nếu mà thầy ghi như thế này, một a là cũng là sai, tên một a là cũng là sai nha, cũng sai này. Ở đây là một a này nó không phải là cái ký tự một số một, và cái tên là không có bắt đầu với từ số nha. À, cái này là không bắt đầu với từ số nha, cái này là nó bắt đầu chữ cái, bắt đầu với từ số là sai, nhưng mà chúng ta ghi a một là ok, là ok được chưa. Cái tên của mình là bắt đầu chữ cái nha, cái tên bắt đầu chữ cái này, không có khoảng trắng này ha, không có khoảng trắng, nhưng mà có các ký tự đặc biệt hay là một a là sai, là nó bắt đầu bằng chữ số này không đúng, nó phải bắt đầu bằng chữ cái ha, hoặc là diện tích như vậy này, diện tích như vậy này. À, như này là đúng này ha, đúng này ha, cái này là đúng này, được chưa. Rồi đây là cái tên nha, thầy mở rộng thêm á. Khai báo biến a được khai báo biến là kiểu số nguyên, x là kiểu dữ liệu sâu, dữ liệu sâu là trinh đó bạn. Thì ở đây á, mình muốn kiểu số nguyên đúng không, kiểu số nguyên là 57 nè, a là kiểu số nguyên đúng không, a là kiểu số nguyên, a được khai báo là kiểu số nguyên, x là kiểu sâu, phép gán hợp lệ. Ở đây là số thập phân là sai nè, sai, nó là số thập phân mà x nè, x nó là kiểu sâu này, ở đây là kiểu số là sai nè, ở đây là a là kiểu gì ta, a là kiểu bài tập này sai, là a là kiểu số nguyên mà đúng không, mà đây đâu phải là số nguyên nè, cái câu lệnh này đúng này. Như vậy là x là một xong phải ba, ở đây các bạn thử nha, thử nha, ở đây nè, và thầy cắt bài đây hoặc là x để cần c bài đây đi, để thầy lưu bài đây lại, lát nữa thầy sửa sau, rồi lên về bỏ xuống. Rồi ở đây thêm lại nha, ô và a này top, top nè, và a này, kiểu số nguyên nha, nói là kiểu integer này, còn thầy va x này ha, và x này hai chấm là kiểu trinh này, trinh là kiểu sâu á. Nếu mà ở đây thầy cho thử nha, thầy cho thử là a bằng 4.5 này, a hai chấm bằng 4.5 này, nó thử lỗi hay không này, đó nó lỗi nha, lỗi được chưa, nó là số nguyên mà, x nó bằng 57 nè, x bằng 57, x bằng 57 là cũng sai luôn. 57 á, đây là kiểu trinh mà, đây là kiểu số mà, nó bị sai luôn này, được chưa. Rồi a là chữ bài tập, a bằng bài tập nha, bài tập này nó cũng sai luôn, vì a là kiểu số nguyên mà ngán bài tập nó sai này. Ok, nhưng mà x bằng 1 2 3 4, x bằng 1 2 4 nha, x bằng là 1 2 4 là đúng này ha. 1 2 3 4 này, đúng này ha, đây là kiểu sâu. Được chưa? Như vậy là câu này là đáp án đúng đáp án này nha. Được chưa? Đáp án đúng đáp án này, được chưa? Ở đây là nó là số thập phân, mình là kiểu số nguyên mà đây là số thập phân, được chưa? Như vậy đáp án đúng là câu D. Có 12 kết và in ra màn hình, ở đây học rồi. Ở đây là 5 cộng 20, 5 cộng 20 này nha, nó sẽ bằng 25. Đây. Cái con này khỏi nói nữa nha, cái con này bạn thực hành bạn thấy. Phần nguyên trong phép chia, 16 chia 5. 16 mà chia 5 phần nguyên trong phép chia nha. 16 chia 5 là chúng ta được mấy, ta được 3. Đúng không? 16 chia 5 chúng ta được 3 nè. Ở đây chúng ta thử nha, chúng ta thử hay 16 chia 5 được 3 hay không nha. Vừa rồi, được chưa? Chúng ta lấy 16 deep 5. Thì coi nó ra số mấy, không nó ra số 1 này, không ra số 3 này, ra số 3 này, 16 trên 5 ra 3 các bạn ha, 16 trên 5 ra 3 này ha. Ok, lệnh khai báo thư viện ở đây á, là do các bạn không có chạy trên cái chương trình Bachcan, nên là thầy không có khai báo thư viện. Ở đây chúng ta sử dụng lệnh sưu crt user crt này,
Cái lệnh này là lệnh khai báo thư viện này là xóa màn hình này, CRT nha. Nhưng mà ở đây các bạn chưa được học, thầy chưa có thực hành kỹ gì ở đây. Mình chạy trên môi trường web này, mỗi lần chạy là nó ta xóa cái dữ liệu cũ rồi. CRT là dùng để làm sao ta xóa cái màn hình, xóa cái dữ liệu màn hình trước, khi mình trước như màn hình cũ nha, xóa dữ liệu cũ á. Ở đây là chúng ta muốn khai báo thư viện là chúng ta sử dụng là view, user nha, view khai báo thư viện. Thì chưa, do các bạn thực hành trên web này thầy không có hướng dẫn. Rồi trong Excel khi gõ từ khóa cho biết điểm bắt đầu và đo phần thân chương trình, begin đúng không, begin đúng không, cả ba câu đều đúng, ok begin mà bắt đầu chương trình mà. Trong Excel dùng lệnh là sau đây là sai from bài tập này, cái này sai này. Ở đây CRT là khai báo màn hình, ba khai báo, ba khai báo, ở đây là khai báo thư viện xóa màn hình nha. Ở đây ba x1 này các bạn thấy không, x1 này nó là cái biến cái tên nha, bắt đầu chữ cái từ sau số 1 này, bài ok không. Ở đây là chúng ta khai báo phát hành số, ở đây là chúng ta bài tập này bị sai, cái câu này bị sai nha. Lý do gì? Nó có khoảng trắng đó mà, nó có khoảng trắng số 3 này, nó có khoảng trắng bị sai, tên thì không có khoảng trắng nha. Rồi như vậy là câu 16 là câu A sai nha. Câu 17, từ khóa nào ở khai báo hàng, ở đây thì biết rồi ha, thanh tăng phía trên này đó, từ khóa khai báo hàng này đó, đây là từ khóa khai báo hàng nha. Rồi để nhập dữ liệu ta dùng lệnh read này, read là chúng ta nhập dữ liệu được chưa. Rồi ở đây nếu xuất ra màn hình kết quả biểu thức 20 chia 5 ta dùng lệnh gì? Ok chúng ta chỉ là 20 chia 5 thôi. Cái này là chúng ta biết trong toán học, còn cái này chúng ta biết tin học được chưa. Còn chúng ta để hai dấu nháy nên ra cho chúng ta chữ 20 chia 5, còn chúng ta như vậy là ra 20 chia 5. Ok xuất ra màn hình kết quả của biểu thức, ở đây kết quả của biểu thức nha, 20 chia 5 bằng 4 này. Ví dụ thầy làm như thế này này, nó sẽ ra cho mình bằng 4 về nha, đó ra 4 này. Ở đây sai chỗ nào ta? Ở đây khoan, để thầy coi nó sai dòng nào ha. Error, từ từ chờ đi xíu, cái này cái có khả năng là chỗ này nó bị cái khi mà chạy internet không có được các bạn. Xóa này một cái 20 trên 5 nha. Chạy thử này ha. Rồi, nó đang 4 này, bạn thấy 4 không? Đang 4 này. Bạn thấy ra 4 nha, là số 4 này, đây là số 4 nha. Rồi, ở đây còn mình 20 chia 5 á, mà mình đỡ cho trong dấu nháy á, thì nó sẽ ra 20 chia 5 á, nó đỡ nháy ra 20 chia 5 này. Được chưa? 20 chia 5 này, thấy không? 20 chia 5 này. Như vậy câu này là câu đúng là câu A nha, câu B nha. Rồi, ở đây á, chúng ta phép so sánh nào cho các bạn đúng này. 2 bằng 5 sai này, 2 nhân 5 đúng này. Đúng không? 2 nhân 5 bằng true. Được chưa? Ở đây chúng ta thử nha, 2 nhân 5 bằng true này ha. Ở đây chúng ta ghi là 2 nhân 5 này. Rồi, 2 nhân 5. Được chưa? Chúng ta xóa cái câu lệnh này đi. Thì ở đây á, nó sẽ ra cho mình là đúng này, 2 nhân bằng 5. Đúng không? Ok, nó ra true này không? Nó ra true không? 2 nhân bằng 5 ra true nha. Ok, nó ra true nha. Này ra true này. Được chưa? Còn những cái này là false hết. Được chưa? Ra true này. Như vậy là 2 nhân 5 đúng nha. Câu 20. Trong chương trình Turbo Pascal, từ khóa dùng để khai báo gì ta? Từ khóa dùng để khai báo tên chương trình là program, nó từ khóa khai báo tên chương trình là program này. Rồi trong cái tên sau tên là hợp lệ, nói rồi diện tích này bị sai này, diện tích này bị sai đúng không, diện tích này bị sai này đúng không. Tên nào khai báo, tên nào là hợp lệ nha, ở đây là diện tích là sai này, begin là không đúng này, begin này nó là gì ta, begin nó là từ khóa ở tên bắt đầu, ok tam giác này, tên này là đúng này, hợp lệ này ha. Còn cái đây năm hoa hồng có chữ cái số này cho chữ đầu số 5 bị sai nha các bạn. Rồi câu 23, hãy chọn kết quả đúng. Ở đây 14 chia 2, ở đây 14 chia 5 á, 14 chia 5 là được bao nhiêu, 2.8 đúng không. Ở đây chúng ta thử nha, chúng ta thử từng cái đi rồi chúng ta sẽ thấy ha. Ở đây các bạn thấy ví dụ ha, thầy vừa ra nha, vừa ra là 14 chia 5 này ha, 14 chia 5 nha, 14 chia 5 này, enter chạy này ha. Ở đây nó ra cho thầy là 2.8 này đúng không, 14 chia 5 là 2.8 là 3, như vậy là thằng B và thằng C đúng chưa. Rồi 14 tiếp 5 à, tiếp 5 nha, kiểu do B bằng C đúng nha, 14 tiếp 5 này, 14 tiếp 5, 14 tiếp 5 bằng mấy, 14 tiếp 5 bằng 2 này, 14 tiếp 5 bằng 2, như vậy là con này đúng này, ok không, được chưa. Ở đây là 14 mà mốt 5 bằng 1 bằng 4 là đúng rồi, 14 chia 5 cho 14 chia 5 dư 1, dư 14 chia 5 dư 4 nha. Ở đây thử này, 14 chia 5 này dư 4 là 14, chia dư này, đây là phép chia lấy dư này, 14 chia 5 là bằng 10, 14 chia 5 bằng 2 dư 4,
24 này, ok chưa? Rồi, biến nhận được các giá trị này 0, 1, 2 0, 1, 2 và 2,3. Ở đây là nó là kiểu real thôi, nó có 2.3 nữa, nó là hai dấu số phong này kiểu real ha. Rồi, phép nào cho kết quả là ở đây 16 nha. Chúng ta lấy 16 chúng ta mod 3 trước này. 16 mod 3 là bao nhiêu ta? Ở đây thử nha. Ở đây khoan, ở đây ha, thầy cho thử nha, ở đây này. Ở đây là 16 mod 3 này là 16, 16 mà chia cho 3 này là dư mấy ta? Dư 1. 1 mà 16 trừ cho 1 là còn 15, 15 chia 3 đáp số là 5 này. Chạy thử này, ra đáp số là 5 nữa bạn. Đúng không? Đáp số 5. Ở đây 16 chia 3 này, 16 chia 3 là bằng bao nhiêu ta? 16 chia 3 là 1 nha. Ở đây là 1 này. Rồi nó là 16 trừ 1 là 15, nguyên đóng này là 15 này. Được chưa? 15 mà chia cho 3, nguyên đóng này là 15 nha. 15 chia cho 3 là bao nhiêu ta? 15 chia cho 3 là 15 chia cho 3 là 5. Đáp số này. Rồi, câu 26. Kiểu dữ liệu integer có giá trị lớn nhất ở giá trị lớn nhất là 3267. Ok. À, từ giá trị nhỏ nhất là giá trị lớn nhất này, đây giá trị lớn nhất này mình còn là giá trị lớn nhất thôi mà. Cái này là lý thuyết nha các bạn. Cái này là lý thuyết. Rồi. A là biến số nguyên, muốn xuất giá trị ở bình phương ra chúng ta phải xuất là chúng ta draw line ha. Đây draw line này. Đó. À, cái này khỏi cần bàn cãi. Cái này là A nhân A trong nháy rồi, viết là đọc rồi, ở đây chỉ có draw line thôi ha. Câu 28. Nhập giá trị cho các biến A và B ha, thì chúng ta rút thôi nha, rút A và B thôi chứ không rút ít gì hết á, được chưa? À, rút AB thôi, người ta nhập AB là chúng ta rút AB thôi. Này ở đây chúng ta thử này ha, nếu các bạn không thông tin thì ví dụ A phải B nè ha, đúng không? Thầy rút AB cho coi nè, rút này, rút này, A phải B nè, ở đây nhập hai lần hai số cùng một lúc này, chạy nè, được chưa? Rút này, đó A này một A này ha, đó. Enter B này, đó. Thì khi ta nhập AB thôi, được chưa? Rồi trong ngôn ngữ lập trình câu lệnh nào gán sai ha, gán là phải sử dụng hai phép hai. Ở đây là x không thể nào mà bằng real được ha. Ở đây z thăm bằng 3 z 2.3 được y bằng a cộng b này, ok, đúng không? Câu lệnh này đúng này ha. Đây là phép gán, phép gán là cái hai chấm hai chấm hai chấm bằng như vậy, hai chấm bằng a cộng b ha. Rồi câu lệnh và y này ha, đây nè, thầy hướng dẫn nha, y bằng 15.3, thầy phân tích câu lệnh này tí xíu nha. Ở đây 15 mà chia 3, 15 chia 3 là dương mấy ta? 15 chia 3 là dương mấy? 15 chia 3 là bằng 5 đúng không? Bằng 5, lấy số nguyên là 5, 5 cộng với 5 là 10, đáp số ra 10, y bằng 10 này ha. Đây là y bằng 10. Ở đây sai chỗ nào ta? Ở đây thầy coi sai error. Ở đây dấu nháy này bị sai. Thầy đưa vô cái lập trình này á, thầy phải chuyển là dấu nháy này, dấu nháy word, thầy copy qua đi sai nha. Nè, đáp số y 10 nè, y 10 các bạn thấy y 10 chưa? Y 10 nha, y 10. Đó, y 10 được chưa? Rồi, xong. Ngôn ngữ dùng để viết chương trình máy tính là ngôn ngữ dùng để viết các chương trình máy tính là ngôn ngữ lập trình. Đó là ngôn ngữ lập trình, nó dùng để viết chương trình máy tính. Rồi, viết biểu thức toán học A3 sao Pascal, ok, chúng ta lấy A nhân A nhân B, nó ok chưa? Đây nè. A nhân A nhân A cộng trừ B nhân B nhân B vậy thôi, để thực hiện phép tính tổng của hai số nguyên ta thực hiện nè. Dấu phép gán là chúng ta phải hai chấm bằng nha bạn. Phép gán là chúng ta hai chấm bằng như là của B mới đúng nha. Ở đây không to này ha. Phép gán chúng ta là chúng ta phải có hai chấm bằng nha. Ở đây là hai chấm bằng. À, đây là phép gán trong cái Pascal là A hai chấm bằng là giá trị của A cộng giá trị của B bằng bao nhiêu gán cho phân tổng, được chưa? Hai chấm bằng nha. Rồi trong các câu lệnh sau đây tên này là hợp lệ, tính toán là sai này, không hợp lệ nè, tính toán cái dấu tiếng Việt thì sai này, ở đây dấu gạch có còn trắng gì đây, cái dấu trừ không đúng này, ở đây hợp lệ là chỉ cái từ này là hợp lệ thôi, cái này hợp lệ nha, được chưa? Ở đây các bạn làm chữ này nó có tiếng Việt không có nè, chỗ này có cái dấu trừ không có nè, chỗ này có không trắng không cho nè. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal nó từ khóa, từ không phải là từ khóa, không phải từ khóa ha, ở đây là computer này, này đâu phải từ khóa đâu, nó có bộ program nè, ở đây nó đâu có computer đâu, trong cái này trong ngôn ngữ Pascal đâu computer nha, nó không có từ khóa là computer nha. Rồi dãy ký tự 20 thuộc kiểu dữ liệu string, nó là dãy mà, dãy là string thôi đúng không, nó là dãy string mà. Ở đây tên hợp lệ trong ngôn ngữ Pascal, 16 là sai, hình thang là sai, là D15 đúng này,
Còn problem là từ khóa rồi. Từ khóa để khai báo biến trong cái va, khai báo biến là từ khóa dùng va này các bạn, va nó, va là khai báo biến này ha, đây là thầy va khai báo biến này, không, va là khai báo biến này ha, va. Rồi để biểu thức ở đây á, in ra kết quả biểu thức lên màn hình chúng ta dùng gọi là write đúng không? Write ở đây chúng ta cái hai nháy là sai này, chúng ta thấy nháy nhà sai, chỉ còn là câu này nháy là chỗ nào có nháy là sai nha. Ở đây chúng ta muốn là biểu thức là chúng ta sử dụng là câu này là write 5 cộng 20 đúng không? Nhân 10 ở đây cái nháy là sai luôn. Được chưa? Như vậy là câu này đúng này ha. Write 5 cộng 20 nhân nhân 10 với 3, ok câu D là đúng. Được chưa? Rồi, xong. Thử này biết liền, các bạn biết đúng hay sai các bạn thử copy qua này. Thầy cũng làm như các bạn thôi. Thầy cũng đâu biết đúng hay sai, thật là nên về ra đi ha, thầy phải nó ok chạy thử này. Để ra ok nè. Cái câu này đã ok thì chắc chắn cũng hết không ok rồi. Nó ra 25 này được chưa? Nó ra tập số 25 này. Rồi, cấu trúc chung của một chương trình Pascal là gì ta? Program and begin, begin and program begin and này. Nó. Program này, các bạn thấy không? Program này, đây program này không? Begin này, end này. Rồi, phần dư trong phép chia hai số nguyên 16 và 5. 10 phần dư ha, 16 chia 5 dư 1 ha. 16 chia 5 dư 1 là 1 ha. Đó, ok, 16 chia 5 là sử dụng mod nha. Rồi, phép dư phần dư nha, phần dư là chúng ta lấy 16 chúng ta chia cho 5 là dư bao nhiêu nè. Được chưa? Câu 42. A được khai báo là biến với kiểu dữ liệu số nguyên, x là biến kiểu dữ liệu sâu, phép gán hợp lệ đúng không? A là khai báo kiểu cái này hồi nãy làm rồi đúng không? A là khai báo kiểu biến số nguyên nè, ở đây là sai nè. X là biến sâu nè, x là đường nè, đây là biến sâu nè, hợp lý. Phép gán hợp lệ nè, đây phép gán là x bằng sâu nè. Ok, hồi nãy cái câu này câu trước có rồi đúng không? Trăm bát can khai báo nào sau đây là đúng? Và học sinh bằng real. Học sinh thì và HS hồi số HS bằng real nha. Và 5HS là sai nè, cần khai báo biến là và mới đúng nè. Và kiểu dữ liệu ha, real ha, kiểu này đúng nha. Ở đây là không thể có tên này, không thể có tên bằng số trước ha. Ở đây là không phân tăng là khai báo gì đó, ở đây là khai báo gì thằng số mà không có hai chấm dư được ha. Rồi ở đây là va s 2224 là sai rồi. Chương trình sau cho kết quả là mấy? Read AB là write AB, nó sẽ hiện xuất hiện màn hình hai số, xuất hiện màn hình hai số AB đã vừa nhập đúng không? Này xuất hiện ra màn hình hai số AB vừa nhập này, nó xuất hiện ra màn hình hai số AB vừa nhập thử nha. Ở đây copy đi ha, thầy copy đi Ctrl C đi ha. Ở đây là thầy thử nha, Ctrl V này. Được chưa? Viết AB nha, rồi ở đây thầy nhập là thầy vai nha. Ví dụ thầy nhập AB là 4 đi. 5 đi. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện cho thầy hai số là 4 5, nó xuất hiện hai số 4 5 đi. Là xuất hiện hai số AB rồi nhập trong hình. Câu 45 từ nào sau đây không phải là từ khóa? Trời, cái này rồi, begin này là từ khóa này, qua là từ khóa này, rồi từ khóa là chắc chắn cái này là không phải là từ khóa này. Còn cái câu lệnh này là nó là tính cho bậc hai. Lệnh nào sau đây là khai báo hằng? Bây giờ chúng chả biết hằng là gì đúng không? Chúng ta thử copy đi. Cân tăng n bằng 20 này thử nha. Ở đây thầy cho các bạn thực hành, các bạn mà thử ha. Ở đây cân tăng n bằng 20 này nó chạy nó không sai, nó không có nó không bị lỗi ok này. N2.20 này. Ở đây top đi nha. Khổ khổ quá. N2.20 nha, đây là 2.20 này, lỗi này. Đúng không? N2 chấm bằng này. Cũng lỗi luôn, vậy đây phép gán mà. Ok, nó lỗi này không? Lỗi tùm lum ha. Bằng này 20 này, cũng phép gán là sai rồi. Được chưa? Giờ con tăng là 20 càng sai, như vậy là câu A là câu đúng này. Ok không? Rồi, tên là sau đây do người lập trình đặt. Người lập trình đặt là chỉ cái N thôi. Người lập trình đặt chỉ cái n thôi. Real này á, là gì ta, từ là biến biến kiểu số thật ta. Và này á, là khai báo biến rồi. And này là kết thúc chương trình này. Khai báo nào sau đây là đúng này. Ở đây là ví dụ, có ví dụ hạch dưới là có khoảng trống không ta, cái này có khoảng trống không, cái này có một khoảng trống không? Có một khoảng trống là bị sai nha bạn, có một khoảng trống là bị sai nha, đúng vì sai ha. Ở đây ví dụ này, ở đây là program. Khai báo nào sau đây đúng ha, program này ví dụ này, ở đây nó có khoảng trống không ta, ở đây program là sai, hai chấm nó sai nha, program này cái này là sai này, nó có khoảng trống nha, cái này là sai này ha,
cái này là nó thiếu có dấu phẩy, còn cái này mới đúng này. Ví dụ cái dấu phẩy này, ok khai báo biến đúng rồi, khai báo đúng rồi. Rồi ở đây câu lệnh nào sau đây là câu lệnh gán, à hai chấm bằng, à cứ hai chấm bằng là câu lệnh gán nha. Câu lệnh nào sau đây dùng để nhập vào, câu lệnh nào sau đây dùng để nhập một số từ bàn phím vào biến x ha, read line x này, cái này là làm rồi đúng không, mới làm rồi lại hoài. Câu lệnh nào sau đây dùng để in giá trị luôn trong biến x ra, write, à write line cũng được, write cũng được này, write chia ba cũng được này, cả ba có đều đúng, ok nha. Nè write in và write line bên này, write lúc bên đây này, và write x 2.3 là nghĩa là in ra và trừ ba giá trị, là trừ ba chỗ chỗ trống lên để ít được chưa. Rồi câu nào sau đây đúng khi nói về biến, biến là đại lượng do người lập trình đặt ha. Biến có giá trị không đổi trong suốt quá trình hiện, câu nào sau đây đúng về biến nha. Có một số gì đó, có một số biến sẵn trong chương trình không cần phải báo, tên biến bắt đầu bằng cái số, tên biến đầu bằng số là chắc chắn bị sai rồi ha. Có một số biến có sẵn không, có nha. Biến có giá trị không đổi sai hàng không có giá trị không, biến là đại lượng do người lập trình đặt này á, biến là đại lượng do người lập trình đặt. Ở đây là các bạn là câu A, nếu đúng hơn cái câu này, biến là một vùng nhớ được đặt tên dùng để lưu các giá trị, mà các giá trị đó có thể là thay gì đó, có thể là thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. Đó mới đúng là khái niệm về biến tổng quát đó nha. Biến là một vùng nhớ được đặt tên dùng để lưu các giá trị, mà các giá trị đó có thể thay đổi trong quá trình thực hiện chương trình. À, đó là cái gì, là khái niệm về biến chủng luôn á. Nhưng mà các bạn học bình thường thì lớp 8 thì nhắc nhẹ thôi, biến là đại lượng do người đặt tên đi, do người lập trình đặt đi. Ở đây là biến này, thầy đặt này, a này, đó, do thầy đặt a b là biến này, x là biến này, được chưa? Rồi cú pháp lệnh gán, cú pháp lệnh gán trong khai báo biến nha. À, biến bằng biểu thức này, ok hai chấm bằng, có hai dấu chấm bằng là được các bạn, có hai chấm bằng. Biến bằng biểu thức nha, hai 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 chấm bằng nha. Ở đây là câu a này, có phép gán biến là chỉ có là hai chấm bằng nha các bạn, nhớ là hai chấm bằng nha, là đây là hai chấm bằng, cái này quan trọng lắm, cái này là phép gán này, hai chấm bằng. Rồi ở đây số biến có thể khai báo tối đa trong trình là bao nhiêu, chỉ có một biến cho mỗi kiểu dữ liệu, sai ha, 10 biến cũng không đúng luôn, chỉ hạn chế, à đây đây ở đây là không giới hạn là sai các bạn ha. Chúng ta hạn chế về dung lượng bộ nhớ, có nghĩa là bộ nhớ chúng ta có bao nhiêu thì biến sẽ chúng ta khai được bấy nhiêu ha. Cũng giống như là các bạn chiếc xe á, người ta nói là chiếc xe á, chở ví dụ là chở bao nhiêu người, các bạn phải tùy loại, ví dụ xe 4 chỗ thì chở 4 chỗ thôi, xe 9 chỗ thì chở được 9 chỗ, mà xe 52 chỗ là chở được 52 chỗ, 52 người, được chưa? Cái đó là giới hạn gì đây, độ rộng chiếc xe. Còn chúng ta muốn xài biến thì chúng ta giới hạn bộ nhớ, à, giới hạn bộ nhớ nha, nhớ nha. Cái xe xe các bạn hỏi xe hơi xe gì ta, cái xe chở bao nhiêu người, cái xe gắn máy chở dân 2 người chứ, như đó là đúng quy luật nha, đúng đúng quy định nhà nước nha. Còn ví dụ cái xe 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 ô tô đó, thì 4 chỗ thì chở 4 chỗ, mà xe 7 chỗ chở được 7 người, xe 4 chỗ chở được 4 người, mà xe 32 chỗ chở được 32 người, mà xe 52 chỗ thì chở được 52 người, à, đó là tùy theo cái gì ta, cái độ rộng của con xe nha. Rồi biến được khai báo với kiểu dữ liệu, biến được khai báo với kiểu dữ liệu số thực có thể lưu các giá trị nào trong các giá trị đây, à, số thực đúng không, một số nguyên bất kỳ đúng không. Biến được khai báo với kiểu dữ liệu số thực thì có thể lưu được số nguyên, một số thực có thể số nguyên trong phạm vi cho phép, ok đúng không, ok vậy được rồi, một số thực này có thể số nguyên, số nguyên là một số thực đúng không. À, một ký tự không đúng, nói số mà sao ký tự được, một dãy các chữ số không đúng ha. Ok trong các tên sau đây, tên là hợp lệ, à, hợp lệ nói rồi, cái này là không hợp lệ này, cái này là không hợp lệ, cái này là không hợp lệ này, chỉ cái này là hợp lệ thôi. À, bắt đầu bằng số là sai nè, có phần trắng là sai này, à, nó không được trùng từ khóa này. Rồi như vậy là thầy đã hướng dẫn cho các bạn làm tâm số, coi biết các biểu thức sao với bạn, à, bắt chan đúng không, thầy biết luôn ha. Mở mặt này, a nhân cho a gì? À, đây a bình phương các bạn, a nhân 2 đi ha, kể nếu mà giờ cho nhân 2 trừ cộng 1 ha, đó trừ cho 3 chia cho, đó chúng ta muốn viết bằng bát chan là chúng ta viết như vậy, được chưa. Rồi ở đây chúng ta muốn x đúng không, x cộng y nhân 3, ok không. Ở đây chúng ta muốn viết gì ta, mở đơn ra 2 nhân cho a 2, ở đây đáng lẽ là bình phương mà thầy lỡ nhân 2, a nhân này nhân 2 này, ok không, cộng cho 2 nhân cho c nhân cho 2 trừ cho a chia cho 4, đó chúng ta viết một trang, ok không. Ở đây chúng ta viết là x cộng y đúng không, x cộng y
chúng ta chia cho x trừ y. Đó, đây là chúng ta viết bánh trai nè. Con này dễ dễ ta viết tiếp. Chuyển các biểu thức được viết cho bánh trai thành toán học. Ok, ở đây ha. Toán học là chúng ta là gì đó? Ở đây là chúng ta ghi là a mũ 3 đúng không? A 3 cộng cho a mũ 3 nhé. A mũ 3 này cộng b nhân x trừ 8 chia 2. Được chưa? Chúng ta đóng ngoặc mở ngoặc. Ở đây a mũ 3 đúng không? Thì chúng ta phải toán học như vậy, a mũ 3 này nè. Được chưa? Rồi ở đây tương tự. Ở đây tương tự là x nhân x đúng không? X, ở đây chúng ta là x mũ 2 cộng cho y. Chúng ta trừ cho, chia cho x trừ cho y mũ 2. Được chưa? Thì ở đây chúng ta mũ 2 là chúng ta cho nó số 2 lên. À, chúng ta cho số 2 lên. Được chưa? Tương tự ha cái này ha. Ở đây á 2 nhân a 2a nha. 2a này chúng ta trừ cho a 2a nha, 2a chúng ta trừ cho b nhân cho b bình phương đi ha. Chia cho a cộng b. Đó, chúng ta muốn viết biểu thức cho nó học đây. B bình phương là chúng ta làm sao ta mũ nó lên. Và tương tự như vậy chỗ này chúng ta là x ha. X trừ y. À, ở đây y chang thôi, chia 3 y chang à, nhân cho, ở đây chúng ta nhân cho x cộng y. Đó, đây này, đây chúng ta viết trong toán học. Rồi, hãy viết chương trình tính động hiệu tích thương hai số được nhập từ bàn phím. Cái này có rồi đúng không? Cái này có rồi, các bạn tự coi nha. À, cái này thôi bỏ đi, cái này thầy bỏ nha, không có chưa làm ha. Hãy mô tả thuật toán tìm giỏi nhất, cái đây từ từ làm. À, tìm lỗi sai trong chương trình ha, cơ bản nha, tìm lỗi sai chương trình ha. Rorem này ở đây thiếu nè. À, thiếu chấm phẩy. À, ok không? Thiếu chấm phẩy nha. Được chưa? Ở đây á gì ta? À, rorem ha, begin rồi. Thiếu tùm lum tà la hết. Ha. À, begin mà sao có rorem trong này, nó begin ha, chỗ này sai nè ha. Rồi, khổ quá. Chỗ này phải lên trên. À, rorem ví dụ ha mới đúng ha. Ở begin này ha, CRT này, CRT cũng sai luôn rồi, begin nó phải nằm ở dưới này. Ha. Ok. À, rồi ok. Rồi cái này vừa right line. Chào bạn. Ok, cái này có chỗ này không được, right line chỗ này sai luôn rồi, quá trời sai. À, chúng ta muốn dùng màn hình cũng được. Như vậy này ha. Đây mới là câu lệnh đúng này ha. Hồi nãy chúng ta làm sai tùm lum hết. Còn C nha. Còn V này. Ở đây ví dụ nha. Ở đây chào bạn, ở đây thầy chỉnh lại nó giống này đi. Đó. Câu lệnh này là dừng lại cho chúng ta đọc, dừng lại nha, dừng lại cho chúng ta đọc này, do các bạn không có chạy cái free webcam đó, các bạn không thấy. Được chưa? Nó ra chào bạn không? Nó ra chào bạn chưa? Rồi. Rồi, như vậy là thầy vừa hướng dẫn các bạn làm tất cả các câu con này. Rồi ha, các bạn có thể xem nha. Rồi chào các bạn.